kéo búa hay bao nàng. Cuối năm ăn gì ngon thì mình phải nghĩ sao nàng. Chính người thì mười y mà phải có người bao nha. Tiệc phải lớn, budget quá trớn, cuối năm này phải làm sao nè. Yên tâm đã có người bao đây, the pizza company ra tay. Nhà bao việc nhưng tiệc bao chất, hương vị khiến mọi người mê ngay. Bao to, bao đỉnh, bao lạ, bao ngơ. Pizza, New York, style, bao to. Anh đây bao ngộ, đến từ New York. Ai ai thấy anh khung, wow, bởi vì anh so hot. Sang anh khung mà lại còn ngon, bên ngoài giòn, bên trong mềm xốp. 18 inch chứ đâu nhỏ con, ít tính bột nên khiến em chót. Yêu, khiến cho mấy em mới nhìn thấy là muốn ăn anh. Yeah, bữa nay anh bao hết nên em hãy tới ăn nhanh. Yeah, nếu ở xa đừng lo lắng anh sẽ xa em babe. Gọi ngay hotline là chỉ sau tích tắc anh đã có mặt ngay. Wow, phải say wow, vì anh bao to sai anh 18 mình tất cả bao no thì may giống anh e là bao khó. So về kích thước tự tin bao đỏ. Bao say wow, vì anh bao to sai anh 18 mình tất cả bao no thì may giống anh e là bao khó. So về kích thước tự tin bao đỏ. Pow. The Pizza Company, pizza đến New York, thử ngay. Anh cảm ơn, anh cảm ơn, anh cảm ơn. Nghe lại lần nữa nào, let's get it.